COVID-19 ảnh hưởng não bộ, những tác động ít được quan tâm. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. COVID-19 ảnh hưởng chủ yếu đến đường hô hấp, đặc biệt là phổi của bệnh nhân. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng có những tác động lên não ít được biết đến. Ngoài các triệu chứng thể chất rõ ràng, virus SARS-CoV-2 cũng gây ra các triệu chứng thần kinh có xu hướng tồn tại lâu hơn. Các bác sĩ từng rất ngạc nhiên khi những người nhiễm một căn bệnh liên quan đến đường hô hấp như COVID-19 phàn nàn bị mê sảng, sương mù não và mất khứu giác, vị giác. Những bệnh nhân nặng hơn ghi nhận cả tình trạng đột quỵ và tắc nghẽn mạch máu trong não. Giáo sư James Goodwin giải thích, nhiễm COVID-19 có nguy cơ khiến hệ miễn dịch hoạt động quá mức và một số người có tải lượng virus lớn gây ra phản ứng không kiểm soát được. Đây là hiện tượng cơn bão cytokine. Bệnh nhân chủ yếu bị tác động ở phổi, dẫn tới hội chứng suy hô hấp cấp tính và nguy cơ tử vong. Các cơ quan khác như tim, gan, thận, não cũng có khả năng bị tổn thương do lượng oxy thấp, viêm nhiễm và đông máu. COVID-19 xâm nhập vào não thông qua các mạch máu bao quanh. Các gai trong virus SARS-CoV-2 bám vào các thụ thể, nhân lên và sau đó di chuyển vào não. Khi cơ thể ở tình trạng hoảng loạn, phản ứng viêm sẽ cố gắng đánh bại virus bằng cách phá vỡ các mạch máu, gây ra tổn thương, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Các tác động lên não của COVID-19 gồm có đau đầu, sương mù não, mất tập trung, trí nhớ giảm, mê sảng, đột quỵ, máu đông, mất khứu giác, gây ra ảo giác. Sau khi hồi phục, một số người bị rối loạn thần kinh, hành vi nghiêm trọng do các vết sẹo để lại trong não. Họ có thể bị ảo giác và nghe thấy những âm thanh không có thực. Tình trạng sương mù não là cảm giác thông thường ở cả những người chỉ bị bệnh nhẹ. Đó là do virus đã xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập não của bệnh nhân và tác động tới các tế bào. Những điều này không quá đáng sợ vì nghiên cứu cho thấy các tế bào sửa chữa một cách nhanh chóng và hiệu quả, cũng như có khả năng hồi phục khá tốt. Điều đó đồng nghĩa chỉ một vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng trong một số trường hợp không may mắn, não sẽ hoạt động trở lại.